Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem những cái loại trái cây ở Nhật mùa này thì có gì ha. Cái chợ mà mình hay đi thì một bên thì sẽ bán hải sản, còn một bên là rau củ trái cây. Mùa này thì đang là vua của các loại dưa hấu, lưới leo. Bắp ở Nhật thì ta nói cực kỳ ngọt, ăn mà mắc ghiền. Một trái thì là 200 yên, tính ra là 35 cành một trái. Bắp này thì người ta vừa mới bẻ nên còn rất là tươi. Mình lấy hai trái to nhất, tính ra là 70 cành. Mình tính ra như vậy thì để cho mọi người dễ hình dung hơn, chứ đổi ra như vậy thì mình thấy cái giá nó hơi chát. Tiếp theo hoàng hậu của các loại trái cây mùa này là quả anh đào. Nó có một cái màu cam vàng đỏ rất là bóng bẩy. Loại thượng phẩm thì sẽ được bài trí và đặt ở trên bàn. Còn ta đây chỉ là người thường dân nên ăn những cái rổ ở dưới đất. Một rổ thì sẽ là 200 yên, tính ra là 35 cành. Quả này thì nó cùng họ với cherry nhưng cái màu của nó khác thôi. Lý do là vì sao rẻ thì chút mình về ăn thì mọi người sẽ biết ha. Làm gì làm chứ cũng phải tạt qua lấy một túi hải sản tối về nhâm nhi. Định là mua xong rồi nhưng nay thấy ông cụ có bán cái loại nho mà mình thích ăn. Một túi rất là to mà chỉ có 540 yên, tính ra là chỉ có 90 mấy cành thôi. Nên mình lấy luôn hai túi. Ta nói mùa này ăn trái cây trừ cơm là có thể. Nho này thì bình thường mình sẽ ăn luôn, nhưng hôm nay quay cho các bạn coi nên mình sẽ rửa lại. Còn quả anh đào, lý do mà nó rẻ là thứ nhất có một số quả bị mốc, cái này thì chỉ cần lựa ra thôi không có sao hết. Còn cái lý do thứ hai là cái quả của nó bị tật, hai trái nó dính vô nhau, mà mình cũng hơi bất ngờ là nó không phải bị một vài trái mà là bị nguyên hộp. Những cái loại trái cây mà không đạt tiêu chuẩn như vậy thì đương nhiên sẽ không được bước chân vào siêu thị, nên chính vì vậy mà tụi nó đã rơi vào tay mình. Ta nói nhìn cái dĩa trái cây mà nó mát con mắt. Giờ để mình thưởng thức mấy cái quả anh đào Nhật ha. Quả anh đào thì cái độ ngọt của nó sẽ thanh hơn cherry đỏ, nhưng vẫn có một cái độ giòn ăn rất là thích. Tuy chỉ là đồ dẹt nhưng cái độ ngon thì không chê vào đâu được. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi siêu thị mà rau củ trái cây ở đây nó còn rẻ hơn ngoài chợ mà mình hay đi. Siêu thị này thì nó sẽ chuyên về nông sản. Mọi người thường có một cái định kiến là ở Nhật rau nó còn mắc hơn cả thịt, nhưng mà theo mình nghĩ thì nó chỉ đúng một phần thôi, vì là ở Nhật thì không phải cái loại rau nào nó cũng mắc, chứ mà gặp đúng mùa mà cộng thêm cái siêu thị nó rẻ nữa là ăn rau thay cơm lòi cái bản họng luôn. Như cái mùa hè này là mình thấy rau rác trái cây quá trời, mà có những cái phải nói là rẻ đến bất ngờ. Như cái quả anh đào Nhật này một hộp to đùng mà chỉ có 1 sen 80 yên thôi, tính ra là chỉ có 170 cành thôi đó, phải nói là cực kỳ rẻ. Thấy ai cũng để lên xe 4-5 hộp hết, không tranh thủ lấy là một hồi mọi người lựa hết hộp ngon, nên mình cũng lấy được một hộp trái to căng bóng đỏ đậm để chút về mình ăn và khám phá thử coi tại sao nó rẻ như vậy. Về mình mở ra kiểm tra thì hoàn toàn không có một cái trái nào dập úng hết. Thường thì mình sợ mua hàng theo cái kiểu là ở trên thì nó tươi rối rối còn ở dưới là nó bị hư á, mà ở đây thì trái nào nó cũng tươi và căng bóng hết. Nhưng mà cái lý do rẻ đó là phân nửa hộp nó đã bị rụng cuốn, thấy rụng cuốn vậy đó chứ trái nào cũng còn cứng và tươi hết. Giờ thì để mình ăn thử coi cái vị của nó làm sao ha. Nhìn cái cuốn thôi là đã thấy tươi rồi. Phải công nhận là cái hộp anh đào này rất là giòn và ngọt. Ta nói để tủ lạnh lấy ra ăn mà mắc ghiền. Cắn bực nó đã gì đâu á. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đó chính là trời nóng hơn hôm qua, mà phải mặc bộ đồ thực hành bí bách này, ta nói nó chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con. Thời tiết này thì chỉ thích hợp đi tắm biển thôi, chứ nóng đến nỗi mà tóc tai ướt hết trơn. Học từ sáng tới chiều xong là mình mẩy nó thơm dữ lắm. Định về đi chợ mà giờ này cũng trễ rồi, chợ nào mà còn bán nữa. Nên là ghé qua siêu thị kiếm mớ trái cây về ăn thôi, chứ mình không ăn cơm. Đào tiên thì cũng ngon nè, nhưng mà ngoài chợ nó rẻ hơn. Nhưng mà thôi mua trái dưa hấu mini đi. Mọi người mua dưa thì nên lựa những cái trái tròn có sọc đậm, cầm lên rất là nặng, và đặc biệt là khi dùng ngón tay búng vào thì nghe được cái tiếng rất là vang. Thì đó chính là một cái quả dưa ngon và ngọt. Trái này thì 400 yên, tính ra là khoảng 65 cành. Xong rồi quay qua mua thêm mấy trái mận. Ai mà đang ở Nhật thì nên mua cái mận này ăn nè. Nó không có bị mềm mà cái vị rất là giống mận Việt Nam. Đem về xong rồi để lên dĩa coi cũng đẹp dữ rồi ha. Nói thiệt chứ mình ăn cái mận này xong là mình ghiền luôn mà. Thấy ở ngoài xanh xanh vậy đó chứ ở trong nó đỏ ao à. Ta nói cái trái dưa hấu nó còn nhỏ hơn cái mặt của mình nữa đó. Thấy mấy trái nhỏ nhỏ vậy đó mà vỏ mỏng mà ngọt dữ lắm. Định tạo cho mọi người bất ngờ để được khen là biết lựa dưa ngon. Nhưng mà khi khui cái trái dưa ra rồi thì mới táo quả. Nhưng ai mà có vẻ là trong cái đám dưa ngon, lựa tới lựa lôi lựa chúng cái trái thối, thiệt tình là trong lòng đang rất là suy sụp tinh thần. Trái dưa nó hối quắc rồi, giờ review ghi ơn gì nữa. Ta nói xui gì mà xui dữ trời, lâu lâu mới dám bấm bụng mua trái dưa ăn, mà bấm vô cái trái thối ăn uống gì nữa. Đã dưa thối rồi mà còn bày đặt biết tạo hình trái tim trái ơ đồ nữa, báo quá là báo mà. Tao cái clip mình mua trái dưa hấu thối trong siêu thị hôm trước á, mình cũng ngại là không biết đem ra đổi thì người ta có cho hay là không, mà thiệt sự quá là tiếc, tự nhiên mua mà không có ăn được, nên thôi cũng đem ra hỏi thử còn sao. Mà ai ngờ là người ta cho đổi lại nha mọi người. Cũng may là mình vẫn còn giữ lại cái bill. Cái cô trong siêu thị á, xin lỗi mình quá trời, mà nhìn bên ngoài cái da nó vẫn đẹp, không có một cái tì vết nào hết, mà nó hư bên trong ngộ thiệt. Cô đang lấy một cái trái dưa khác để lấy cái mã hoàn tiền cho mình lại. Thôi giờ thấy trái nào thì lấy đại trái đó luôn đi. Không ngờ là cái trái dưa rất ngon mà vỏ lại mỏng nữa. Sau cái trận này thì mình đúc kết lại là thấy trái nào thì bốc đại trái đó đi, chứ lựa là lựa ngay trái thối. Bởi vì đồ trong siêu thị thì cũng chưa chắc. Ăn trái dưa hấu đó xong giờ tao nói viêm họng luôn. Giờ để ra chợ coi có gì rẻ không ha. Rau muống này á, hiện bọc 140 yên, tính ra là cỡ 25 cành đó. Mình cũng bất ngờ là người Nhật họ cũng biết ăn rau muống nữa. Tại hôm bữa thấy bà
bà chị người Nhật kia mua về ăn. Còn đây là bông hẹ cũng 25 cành. Mấy cái này ăn ngọt dữ lắm. Mà này mua cả chục bó ăn mới đủ. Chứ bó có chút ác vậy ai ăn ai nhịn. Còn đây là dưa lưới mini 35 cành 3 trái. Lần đầu tiên trong đời mới thấy trái khổ qua màu trắng. Không biết ăn có đắng như khổ qua bình thường không ha. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên trong đời mới thấy trái cà tím màu trắng. Bữa giờ chưa có ăn đào nên thôi hôm nay mua mấy trái đào về ăn ha. 3 trái 450 yên tính ra là 60 cành. Lấy nhanh gọn lẹ luôn khỏi lửa liếc gì hết. Đào này hay là đào của Fukushima. Cái loại này thì như là cái loại dạt chứ đó mọi người. Kiểu như là cái trái của nó nhỏ và không có được đẹp. Chứ giờ xấu đẹp cũng cho vô bụng hết à. Mà quan trọng là cái trái đào đó có thơm và ngọt hay không thôi. Mà giờ lỡ như mà không ngọt thì cũng gán ăn chứ biết sao giờ. Nhưng trộm vía là đào rất là ngọt và mọng nước. Mình nghe nói là đào còn cứng thì ăn rất là cứng và giòn. Mà mình chưa ăn bao giờ nên cũng tò mò không biết nó ra làm sao. Tại ngoài siêu thị toàn bán đào mềm không mà. Cái này ăn mà gọt vỏ chắc ngon hơn chứ cái vỏ nó dai nhách à. Nay mình lại dắt mọi người đi siêu thị Costco Mỹ ở Nhật tập 2. Bữa trước nhiều chuyện chưa đã, bữa nay vô kể chuyện tiếp nè. Siêu thị này thì bán đồ giống như là cho cả đại đội ăn vậy đó. Cái gì cũng to cũng bự cành kỳ ná hết. Nên kiểu nhà ai đông đông thì đi cái siêu thị này sẽ hợp lý hơn. Chứ cỡ mình mà mua cái thùng khoai tây chiên này về ăn là nổi mụn trứng cút luôn chứ không còn trứng cá nữa. Cái bánh này phải bánh Tây Yến không sao nhìn giống dữ vậy. Siêu thị này thấy có bán bánh còng tuổi thơ nữa nè. Họ làm 2-3 vị nhìn cũng ngon quá ha. Làm gì làm vô đây là cũng phải mua cherry. Tại cherry Mỹ nó ngon hơn của Nhật rất là nhiều. Để lựa được cherry ngon thì hộp nào còn tươi thì hộp đó sẽ ngon. Mà lựa tới lựa lui hộp nào nó cũng đi gan nhau à. Rồi quay qua kế bên lựa thêm hộp mặn luôn. Vô đây ta nói ăn trái cây thử đã luôn. Mà cái nho này ăn nó thơm thơm như là mùi kẹo vậy đó. Ta nói siêu thị nó rộng mà bán có thiếu cái gì đâu. Đồ điện tử, quần áo, mỹ phẩm hay gì là có đủ hết. Đi riết rồi cũng mỏi giò nên hai đứa em mình nó ngồi ở đây nghỉ mệt. Còn mình thì mỏi lưng quá nên nằm chút xíu. Mà ta nói nó im nó đã cái lưng gì đâu á. Qua tới cái quầy thịt phải nói là mê thiệt sự. Mà ngặt nổi là cái tủ lạnh ở nhà còn nhồi nhét cái gì được nữa đâu. Bánh kem này không biết ngon không mà sao thấy bự chà bá. Từ lúc mà ăn hải sản nhiều thì không hiểu sao là xài khăn giấy rất là hao. Nên mua ở đây sẽ ngợi hơn rất là nhiều. Mùa này nắng nóng nên làm luôn 5-6 thùng nước. Vô đây là phải kiềm chế lại chứ không thôi gặp cái gì cũng muốn mua hết. Mà là du học sinh nghèo mà nên làm gì làm cũng phải tiết kiệm. Để về mình mở cái hộp cherry ra cho mọi người coi nè. Nó chất lượng tới từng trái luôn. Hộp này hình như là 2 cent tính ra là 350 cành. Còn mặn này thì không biết là cái giống gì. Mà trái nào trái nấy to tổ bố. Cái hộp mặn này là 1 cent 3 tính ra là 200 cành. Loại mặn này thì lần đầu tiên thấy luôn nên chút ăn thử coi làm sao. Mặn này ngon nha mọi người, cắn một cái là ngập răng luôn. Mà vẫn chưa thấy cái hột của nó đâu hết. Mặn thì rất là giòn và cực kỳ ngọt. Cái ngọt hanh tao ăn rất là cuốn. Cái trái thì to tổ bố mà cái hột thì có chút ác à. Còn cherry thì ngon khỏi bàn rồi. Nó giòn mà nó ngọt không chê vào đâu được hết. Cắn mà nó giòn bập bập. Ngày đi ra đi vô mở tủ lạnh ăn không biết nhiêu lần nữa. Lý do mấy hôm nay mình không ra clip được đó là do cái clip trước sau khi ăn hai con hàu xong á thì ngay lập tức cái ngày hôm sau cái đường trên cái cuốn họng của mình thì nó bị tắc tiếng, còn cái đường dưới thì nó tuôn trào 3 ngày 3 đêm, mặt mày mình nó xanh như là cái tàu lá chuối. Hôm nay thì đã bắt đầu nói chuyện lại được rồi, nhưng mà có điều là cái giọng nó hơi lạ. Ăn xong thì mình có ghé ngang tiệm thuốc mua vài món xong rồi tấp qua chợ luôn, nhưng xui làm sao á là hôm nay ngày lễ nên chợ không có bán, chỉ có mỗi cái tiệm rau này mở cửa thôi. Đi một vòng tiệm thì mình bắt gặp có một cái hoa lạ, đó chính là thù lù Nam Mỹ. Đây là lần đầu tiên mình thấy nên mua về ăn thử coi làm sao ha. Hộp này thì khoảng 170 cành, mỗi hộp thì sẽ được 15 bông. Cái hình dáng bên ngoài của nó rất giống như là một cái lồng đèn. Điều đặc biệt là bên trong cái bông khô lại là một cái quả căng bóng. Thiệt lòng mà nói thì nó đẹp như là một viên ngọc. Mình thấy có quả căng đến nỗi mà nó nứt luôn cả vỏ. Cấu tạo bên trong của nó không khác gì quả cà chua là mấy. Giờ thì mình ăn thử để xem vị của nó như thế nào ha. Mỗi lần ăn là phải nặng cái vỏ này ra thì cũng thấy nó vui vui. Mình khá bất ngờ là cái quả này ăn chua chua ngọt ngọt mà còn lại mọng nước. Nhưng mà cái phần ngọt nó sẽ nhiều hơn. Quả chứa rất là nhiều vitamin C nên cực kỳ tốt cho cơ thể.